Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Yêu Hoa Ly. Nay sẽ chia sẻ đến mọi người về việc là cái tình trạng cháy lá trong cái mùa này. Thì ở đấy thì cả cái dòng nước kẹp thì mọi người có thể thấy này. Cũng có một số là có cháy nhưng mà về cơ bản là năm nay thời tiết khá là nóng. Đến bây giờ rằm tháng giữa tháng 10 ấm nhá. Bây giờ là 17 rồi. Mà vẫn 28 29 độ. Được cái mấy hôm lành thì rất là ngắn thôi, được có mấy hôm, không ăn thua, không đáng kể. Thì cái tình trạng cháy lá ở trên ly kẹp là cũng có xảy ra, nhưng mà về cơ bản thì không có cái giống nào mà cháy nặng cả. Ở đấy thì có rất là nhiều giống ly kẹp, rất là nhiều màu. Nhưng mà anh sẽ cùng chia sẻ với mọi người là cả cái kiểu cháy và tình trạng mức độ nặng nhẹ như thế nào các giống của mùa này này. Bởi vì mỗi năm ấy, nó sẽ cháy một kiểu ấy, và cái mức độ khác nhau. Năm trước, năm nay về cơ bản nhá là nhẹ hơn. Ở đây này, thằng này thì nụ chưa hở nhưng mà nó thấy cháy này. Đấy, thằng này bỏng, nhưng cơ bản là giống bỏng hơn, cháy và xoắn này. Những dấu hiệu cơ bản của cháy lạ. Thằng này thì nhẹ giống khác. Đấy, thằng này thì cũng xoắn một ít, cháy bỏng một ít này. Như này cơ bản thì nó khá là an toàn với nụ này, nó sẽ không ăn vào nụ cái kiểu mà thối ấy, chật lét ấy. Nó hỏi đi với nụ. Đấy, những thằng này thì màu trắng này thì khá là khỏe, khá là ngon, năm bông. Thằng này thì an toàn rồi. Đấy. Bên này thì cũng kiểu như này là an toàn. Nó chỉ cháy ở cái mút thôi. Ở cái mút lá thì nó không quá là đáng ngại. Nó sẽ tùy từng cái kiểu cháy mọi người. Có cái thì nó sẽ cái kiểu nó muốn thôi, nó muốn ăn vào cái nụ ấy. Còn có những kiểu nó chỉ cháy xoắn xoắn ở ngoài đấy. Cái này thì về sau nó phục hồi dần này. Đấy. Phục hồi dần. Nó sẽ để lại sẹo hoặc là nó sẽ gọi là chỉ để lại một cái dấu hiệu nhẹ nhẹ thôi. Sau này màu trắng này khá là khỏe này, nhìn ra là lá thì nó kiểu quăn quăn nhưng mà cây rất là khỏe lực, mà bông thì khá là đều. Cái này ba bông à, ba bông đến năm bông, cơ bản là 4-5 bông là nhiều, nên kẹp ở trong đấy là khá là ổn thôi. Xem nào. Đấy, thằng này thì cháy bình thường. Nếu mà lý kép mà cháy như này á, là thuộc dạng là cũng thở phao được rồi đấy. Có cái nếu này này, đỏ này, này. Cháy nặng hơn này. Nó thắt. Cháy và nó bị thắt ở cái giữa lá luôn này. Đấy. Nhưng mà cũng không có làm hỏng cái nụ. Thường thường ấy, sẽ có một số kiểu là nó như này nhưng mà nó lại thắt, mà nó thổi ở cái lá ở bao quanh cái nụ này này, mình nguy hiểm này. Đấy, nó mới nguy hiểm và nó lây lan ở cả cái sang cái nụ luôn, hoặc là nó gây làm mốc ấy. Đấy, ít hôm là nếu mà không để ý là nó sẽ tạo một cái mốc làm cho cái nụ nó bị thổi ra luôn. Cái kiểu này cháy về sau là cái lá nó bị xấu đi thôi. Đấy, nó tròn đi chỗ này. Có thể là cắt tỉa tót cho nó đẹp. Đấy, thằng này quắn. Một khi mà cái lá nó bị xoắn bị quắn như này thì cái sự sinh trưởng và phát triển của cái cây ấy, chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều hay ít thôi. Nếu mà những cây mà chẳng hạn mút mút như này, đấy, chỉ xoắn một ít nhẹ nhẹ như này thì không quá là ảnh hưởng nhiều lắm. Chắc chắn vẫn có ảnh hưởng nhưng mà không quá nhiều. Còn nếu mà bị như này nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn. Thì một khi mà bị cháy như này thì trước hết là mọi người giảm hoặc là ngưng cái việc là bón phân nhá. Đấy. Khi mà cây nó lá nó có những cái biểu hiện bất thường hoặc là bị cả cái vấn đề thay đổi hoặc là bị đại khái là bị ốm thì cái việc hấp thu dinh dưỡng của nó cũng kém. Nên là mình nếu mà mình bón
nó ăn kém rồi, mình lại bón quá, vẫn bón nhiều như thế, thế thành ra nó lại dư thừa và làm độc hại, gây độc cho cái cây cũng như cái lá. Kể cả phân bón lá thì giảm hoặc là ngừng luôn, đến khi bắt đầu là cây nó có sự hồi phục. Chẳng hạn ví dụ như bây giờ thằng này nó chỉ chảy được từ như này, nhưng bắt đầu mình phục hồi nó dần để cho nó khỏe lại dần, thì bây giờ thằng này có thể là bón lại được cái này. Đấy. Vì tình trạng nó chỉ chảy như này thôi. Đấy. Nó chỉ chảy xoắn xoắn một ít như này thôi. Còn như hiện tại như thằng này thì nó đang trong tình trạng là đang bị bệnh. Đấy, đang bị ốm ấy. Đấy. Thì mình không thể là cứ bón phân rồi bón cái này bón cái kia để cho nó khỏe lại được, mà phải cho nó ổn á. Cái lá của nó tam đấy, mọi người thấy không? Chạy xém này, nốt ít. Đấy. Các cái giống lý kẹp kẹp là một trong những là những cái loài mà nó dễ chạy hơn các loài khác, mà mọi người có thể thấy là như năm nay cơ bản là cái tình trạng cháy không quá là nặng nề như một số năm khác. Còn năm thì có những giống cháy tè lè luôn, cháy thối luôn ấy, kinh khủng. Năm nay thì cơ bản nhiều giống cháy nhưng mà không có là nặng và ở mức độ là gọi là chấp nhận được. Đấy. Cái tình trạng này cháy lá thì thường thường sẽ xảy ra ở giai đoạn là bắt đầu nó hở bông cho đến chuẩn bị thôi, chuẩn bị hở bông này. Ví dụ thường thường chẳng hạn lá bắt đầu xòe vào đến khi như này, cho đến khi là nó thấy cái nụ hở một chút như này, và đến khi mà nó tách rời nhau nha, chia cái nụ ra hẳn ấy, thì bắt đầu mới thực sự là khá là an toàn. Đấy. Còn mà khi nó vẫn nụ còn dính thì chưa nói lên điều gì cả. Thời điểm này ấy, thời tiết mà ẩm nắng hoặc là ẩm cao thì khá là khó chịu đối với cái tình trạng là cháy lá. Đấy, có những cộng hưởng ấy. Vừa cháy mà nó lại thời tiết ẩm nữa thì rất là dễ lây lan này. Thứ hai nữa là bị dễ bị hơn. Còn nếu mà thời tiết hành khô hơn thì đỡ hơn. Việc làm của chúng ta đấy là thứ nhất là vẫn là thường xuyên kiểm tra là một. Thứ hai nữa là mình vạch ra nếu mà trường hợp mà thấy mà thối hoặc là lá nó bị nhũn, tránh trường hợp là cái nụ nó bị ứ nước và đồng thời là nó nằm và nó ẩm ở trong, rất dễ bị thối và lấy lá nụ. Quan trọng vẫn là bảo toàn cái nụ mọi người nhé, tối thiểu là bảo toàn cái nụ. Còn nếu mà trường hợp lá cũng lắm ấy, nó muốn chảy thế nào thì chảy cũng được, nhưng mà cái nụ nó không bị mất là được. Đó là trường hợp là tối thiểu. Nếu mà còn lại bắt đầu mình tính tiếp là việc là thẩm mỹ của cái lá. Khi mà nụ nó giữ được thì cái lá bắt đầu mình tính tiếp